Kake là một danh từ mang ý nghĩa là cơ duyên này, duyên cớ này, nguyên nhân, lý do hoặc là động cơ thực hiện một việc gì đó. Thế nên là khi mà nó dùng ở cái dạng danh từ như vậy thì chúng ta có thể rất là dễ dàng dịch được. Ví dụ như trong một cái comment ở dưới clip của anh chàng Hajime Shacho thì các bạn sẽ dịch là gì nhỉ? À, là cái cơ duyên mà tớ biết đến bộ phim Đại chiến Titan ấy. Thì đó là gì nhỉ? Đó chính là cái clip này của cậu. Đấy, ở dạng danh từ thì mình thấy là có thể dịch rất là đơn giản như vậy. Thì tại sao với rất là nhiều bạn khi mà học N3, N2, N1 các bạn gặp phải cái từ này á, mình thấy các bạn thường hay bối rối không biết dịch như nào cho xuôi câu nhỉ? À, thì ra đó là bởi vì trong những cái câu đó ấy, thì thường nó sẽ được dùng giống như là một cái dạng ngữ pháp với mọi người. Hẳn là một cái ngữ pháp luôn nhá mọi người nhá. Thì cách kết hợp mình sẽ ghi trên này nhá. Chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Vế trước sẽ là danh từ hoặc là động từ chia thể thường cộng với no thì mình cứ hiểu đó là một cụm danh từ nhá. Và kikake lúc này nó sẽ kết hợp là gì nhỉ? O kikake ni, o kikake ni shite hoặc là o kikake to shite. Ừ, và nếu mà nó là ga thì sẽ là ga kikake de và đằng sau sẽ là mệnh đề nhá mọi người nhá. Với ngữ pháp này thì các bạn hãy cứ bám theo cái nghĩa gốc của danh từ kikake cho mình nhá. Thì mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Là cái vế trước nó sẽ là cái xuất phát điểm, là cái nguyên cớ, là cái nguyên nhân, nguyên do dẫn đến chúng ta thực hiện cái hành động đằng sau, hay là dẫn đến cái việc là chúng ta rơi vào cái trạng thái ở vế sau á nhá. Ví dụ như là áp dụng ngữ pháp này, mình sẽ đổi một chút cái câu mà ở trong cái comment kia nhá. Sẽ là gì nhỉ? À, この動画をきっかけに進撃の巨人を見ました。Có nghĩa là gì nhỉ? Mình hiểu là gì đấy? Video này nó chính là cái cơ duyên dẫn đến việc tôi xem bộ phim Đại chiến Titan đúng không? Hoặc là mình có thể dịch xuôi xuôi một chút là gì nhỉ? Tôi đã bắt đầu xem bộ phim Đại chiến Titan kể từ cái video này. Đó, thì đây chính là cái nguyên nhân này, cái lý do, cơ duyên mà dẫn đến cái việc là tôi xem bộ phim đấy nhá. その映画を見たことがきっかけで彼のファンになりました。Thì mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Là việc tôi xem bộ phim đó thì chính là cái cơ duyên, cái nguyên nhân, cái lý do vì sao mà tôi trở thành fan của anh ấy. Hay là mình dịch ngược lại là gì đấy nhỉ? Dịch xuôi hơn là gì nhỉ? Tôi đã trở thành fan của anh ấy kể từ khi xem bộ phim đó nhá. 病気になったのをきっかけにしてタバコをやめました。Là gì nhỉ? Là tôi đã bỏ thuốc kể từ khi bị ốm nhá. Thì các bạn cứ hiểu nhá, đó là gì nhỉ? Trước cái kikake đấy đều là những cái nguyên nhân, cái lý do, cái cơ duyên, cái duyên cớ dẫn đến việc là mình bắt đầu thực hiện cái hành động đằng sau hoặc là rơi vào cái trạng thái đằng sau nhá. Đây là một cái ngữ pháp mà mình thấy nó rất là hay và ứng dụng được cả trong trường hợp kiểu business hoặc là trong cuộc sống thông thường. Nhưng mà hình như có vẻ như là nó chưa xuất hiện một lần nào trong các đề thi quá khứ GLPT của chúng ta cả. Nên là biết đâu năm nay đề thi N3, N2, N1 thì chắc là hơi dễ đã. N3, N2 nó lại xuất hiện cái từ này thì sao? Các bạn hãy nhớ nhá, ngữ pháp kikake. Ok.